Xem tử vi tuổi mậu ngọ, nữ mạng trong năm nhâm dần 2022 Xét thấy trong năm nhâm dần 2022, nữ mạng sanh năm 1978 không tốt, bất lợi về mọi mặt, cả về gia đạo lẫn sự nghiệp, đầu tư kinh doanh thua lỗ, tiền bạc hao tán, gia đạo có chuyện buồn xảy ra. Xem tử vi tuổi mậu ngọ nữ mạng trong năm 2022 là một năm bất lợi đối với quý cô. Năm nay quý cô gặp sao thủy diệu, chủ về tài lộc nhưng lại vướng vào thị phi, tai nạn. Xem tử vi tuổi mậu ngọ nữ mạng trong năm 2022 chi tiết. Mậu Ngọ, nữ mạng sinh từ ngày 7 tháng 2 năm 1978 đến ngày 27 tháng 1 năm 1979. Mậu Ngọ năm 2022, 45 tuổi, mệnh hỏa, cung khôn, cầm tinh, cứu nội, chi mã, sao hạn, sao thủy diệu, hạn, toán tận. Tổng quan về tử vi tuổi Mậu Ngọ, nữ mạng trong năm 2022, đặc điểm chung. Quý cô mậu ngọ sinh năm 1978, đa phần là người thông minh, nhiệt tình, có trí tiến thủ, lại chu toàn trong công việc nên dễ gặt hái được thành công trong thương trường. Kinh doanh các ngành y dược nếu buôn bán, hương liệu lại càng phù hợp. Ngoài ra, vận mệnh tuổi mậu ngọ trong năm 2022 nữ mạng cho biết, quý cô có tính cách ngay thẳng, chính trực, sẵn sàng đứng lên bảo vệ lẽ phải bên vực kẻ yếu nên được mọi người hết lòng quý mến trong gia đình quý cô chỉ hợp với bố không hợp với mẹ và anh em nên không nhờ cậy được nhiều tuy nhiên nếu chăm chỉ học hành thì công danh rộng mở có nhiều cơ hội để vươn lên nhanh chóng khái quát tử vi tuổi mậu ngọ trong năm nhâm dần 2022 nữ mạng là một năm không tốt, bất lợi về mọi mặt. Công việc làm ăn có sự di chuyển thay đổi nhiều, tiền bạc đầu tư kinh doanh khó thu hồi được vốn, dễ gặp thua lỗ, gia đạo vợ chồng không được hòa thuận, dễ có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở, ngoài ra có thể có chuyện buồn đưa tới. Xem tử vi tuổi mậu ngọ nữ mạng trong năm 2022 qua các phương diện. Một, luận về phương diện tài lộc. Xét về phương diện tài chính của quý cô mậu ngọ trong năm nhâm dần không có sự khởi sắc. Năm 2022 này cho thấy thậm chí còn phát sinh những khoản lớn trong chi tiêu vào cuộc sống cũng như gia đình. Ngoài ra, đôi khi vợ chồng còn vì chuyện tiền bạc hay công việc làm ăn kinh doanh mà xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, vướng vào thị phi. 2. Luận về mặt sức khỏe Sức khỏe của quý cô sinh năm 1978 có phần kém đi. Quý cô cần chú ý hơn về sức khỏe, dễ bị đau ốm, bệnh tật đặc biệt là khi xuất hành đi xa, nếu chẳng may có đau ốm thì cũng sẽ rất lâu mới khỏi bệnh. Ngoài ra, theo vận mệnh tuổi mậu ngọ năm 2022 nữ mạng, quý cô cần đặc biệt đề phòng, chú ý đến các bệnh liên quan về đường máu huyết kém, lưu thông dẫn tới hoa mắt, chóng mặt và mất ngủ. 3. Luận về phương diện công việc Công việc làm ăn của quý cô sinh năm Mậu Ngọ năm 1978 Trong năm 2022 Xét thấy có chiều hướng đi xuống Chủ về gặp bất lợi khó khăn Chính vì thế Nữ mạng Mậu Ngọ Nếu có ý định đầu tư kinh doanh Hay buôn bán thì tốt nhất là hoãn lại nếu không cứ cố tình thì sẽ dễ bị thua lỗ tiền bạc hao tán không thu hồi được vốn liếng đã bỏ ra 4 luận về tình duyên xét về vận mệnh tuổi mậu ngọ trong năm 2022 trên phương diện tình duyên dự báo rằng tình duyên gia đạo cũng sẽ có được nhiều may mắn không tốt vợ chồng lục đục anh em bất hòa có nhiều chuyện buồn phiền lo lắng bất an đưa tới mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ công việc làm ăn hoặc chuyện tiền bạc năm lận quê ngoại giao trên phương diện ngoại giao trong năm nhâm dần 2022 Quý cô tuổi mộ ngọ gặp nhiều bất lợi, xuất hành đi xa thì nên chú ý đến sức khỏe, đề phòng đau ốm, bệnh tật và có chuyện buồn đưa tới hướng tốt xuất hành trong ngày mùng 1 Tết, xuất hành về hướng Đông Nam để ngân tiếp tài thần và hướng Tây Bắc để đón hỷ thần từ 11 giờ đến 15 giờ tính theo giờ địa phương. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2022 nữ mạng theo sao hạn. Luận về thiên can địa chi. Thiên can Mậu thổ gặp năm nhâm thủy là tương phá xấu. Thiên can này chủ về khó khăn do chính bản mệnh gây ra. Ngoài ra trong công việc làm ăn không nên có sự đầu tư tiền bạc hay mở mang thêm. Địa chi Tử vi tuổi mậu ngọ nữ mạng Địa chi tuổi ngọ gặp năm dần chính là tam hợp tốt. Chủ về sự thay đổi tốt nhất là về mặt tinh thần. Tuy nhiên thiên về tình cảm vẫn còn chủ quan nông nổi nhưng lại gặp năm dân mà tính nông nổi chủ quan của ngọ phải được làm dịu đi bởi sự thuần tính của dân luận về tứ trụ tứ trụ có thiên hư địa hung trong năm chủ về bất lợi khó khăn cho công việc mưu sự khó thành có kẻ tiểu nhân phá hoại không chỉ thế nếu có sự đầu tư tiền bạc vào công việc làm ăn thì cũng sẽ gặp thua lỗ không đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra trong năm nay gia đạo không tốt, có chuyện chẳng lành xảy đến. Tử vi tuổi mậu ngọ năm 2022 nữ mạng theo ngũ hành. Ngũ hành bản mệnh mạng hỏa gặp năm kim là khắc xuất trung bình, chủ về công danh sự nghiệp phải tự thân vận động chứ không thể nhờ vả được ai kể cả người thân hay bạn bè. Ngoài ra quý cô cũng cần đề phòng xảy ra mất trộm. Ngũ hành cung phi Mậu ngọ gặp năm 2022 khôn thổ là tương trợ tốt, chủ về một năm công việc ổn định phát triển. Quý cô có quý nhân phù trợ mà kinh doanh làm ăn thuận lợi, sinh lời, tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi năm 2022 nữ mạng mậu ngọ trong năm 2022 luận về sao chiếu mệnh, sao thủy diệu, tức thủy tinh, phúc tinh. Thủy diệu ra rứt muộn phiền, gia đình tan tác, rỗi ren không ngừng. Tháng 4, tháng 8 coi chừng, họ hàng nội ngoại, lệ rừng chia lè. Dịch nghĩa, sau này là sao tốt, chủ về tài lộc hỷ sự. Tuy nhiên, tháng 4 và tháng 8 âm lịch lại mang tới những điều kém may mắn. Chủ về thị phi, có kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng, các quý cô sinh năm 1978 nên hết sức đề phòng cẩn trọng. Luận về hạng theo năm, hạn toán tận tức đại hạn. Toán tận họa gửi tai bay, văn thơ khẩu thiệt tổn tài ốm đau, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cũng sao giải hạn thoát vòng tai ương giải nghĩa hạng toán tận chủ về hao tốn tiền của ốm đau bệnh tật ra ngoài cần đề phòng xe cộ kẻo gặp tai nạn mà tiền mất tật ngoan nguy hiểm tới tính mạng ngoài ra không nên đi khai thác lâm sản dễ gặp rủi ro tai nạn hạn theo tuổi hạn hoàng ốc tam địa sát Nữ mạng mậu ngọ trong năm 2022 chủ về gặp nhiều điều xấu. Nếu khởi công xây dựng nhà cửa thì gia chủ sẽ gặp bệnh tật, đau ốm, khó chữa, tiền bạc, hao tán, thất thoát nhiều. Luận về vận niên Vận niên mậu ngọ trong năm 2022 nữ mạng kê giáp viên tức gà về vườn tốt. Quý cô được người thân bảo bọc che chở, vật chất tươm tất đủ đầy. Đây là cơ hội tốt để quý cô phấn đấu làm tròn bổn phận của mình. Lá số tử vi tuổi mậu ngọ nữ mạng trong năm 2022 như sau. Tại cung tiểu vận có các sao, điếu khách, kình dương, quan đới. Đây là bộ sao chủ về sức khỏe kém. Gia đạo có chuyện buồn đưa tới. Tại cung xung chiếu có các sao, Tấu thư Thiên Phúc Long Trì Quang Phù Đế Vượng Bộ sau này chủ về xuất hành có vận khí được quý nhân che chở mà gặp được nhiều tin vui có cơ hội đi du lịch đến đền chùa miếu tại cung nhị hợp có các sao hồng loan phục binh trực phù quả tú mộc dục Bộ sau này tình cảm không tốt, gia đạo có chuyện buồn phiền đưa tới, quan hệ làm ăn bạn bè cũng có nhiều mâu thuẫn bất lợi. Tại cung tam hợp có các sao, đường phù, hỷ thần tan môn, thiên la, thiên khóc, tuần, thai, phượng cát, giải thần thiên mã, đại hao, tuế phá, thiên hư, bệnh, Bộ sau này chủ về gặp nhiều bất lợi, thay đổi trong công việc, tiền bạc hao tán nhiều, có sự dèm pha, quấy phá của tiểu nhân. Kết luận Tử vi tuổi mậu ngọ nữ mạng trong năm 2022 cho thấy là một năm không được tốt, công việc gặp nhiều khó khăn, bất lợi, không nên đầu tư tiền bạc vào làm ăn kinh doanh bởi dễ hao tài tổn của gặp nhiều thua lỗ ngoài ra sức khỏe của quý cô sinh năm 1978 cũng có phần yếu kém gia đạo có chuyện buồn đưa tới phải suy nghĩ nhiều xem tử vi tuổi mộ ngọ nữ mạng trong năm 2022 qua các tháng vào mùa xuân tháng 1 mùa xuân Đầu năm mới, quý cô, sinh năm 1978, công danh sự nghiệp phát triển ổn định bình thường, tuy nhiên ra ngoài cần chú ý dễ đụng phải cửa quan pháp lý. Tháng 2 Tháng này dự đoán quý cô gặp nhiều may mắn, công việc làm ăn, kinh doanh, hành thông phát triển, tiền bạc có lọc đưa tới, gia đạo cũng có chuyện vui đưa tới. Tháng 3 trong tháng này, quý cô sinh năm 1978, mậu ngọ, công việc làm ăn có xu hướng không được tốt. Nếu xuất hành đi xa cũng nên chú ý sức khỏe yếu kém, dễ mắc bệnh, đau ốm. Vào mùa hạ tháng 4 âm lịch Quý cô tuổi mậu ngọ trong tháng 4 này có sự ngoại giao nhiều trong công việc làm ăn. Bên cạnh đó cần đề phòng có tiểu nhân ghen ghét mà âm mưu dở trò phá hoại tháng 5. Bước sang tháng mới, quý cô tuổi mậu ngọ cần chú ý đến vấn đề sức khỏe yếu, máu huyết kém lưu thông mà dẫn tới các bệnh liên quan đến huyết áp, thiếu máu, mất ngủ. Tháng 6 âm lịch Công việc làm ăn kinh doanh trong tháng này khá thuận lợi, xét thấy quý cô có sự mở mang thêm, có lọc về tiền bạc đưa tới. Vào mùa thu tháng 7 Quý cô tuổi mậu ngọ, công việc làm ăn, kinh doanh phát triển không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, vất vả, mọi việc diễn ra không được như ý nguyện. Tháng 8 trong tháng 8 âm lịch, tình cảm gia đạo của quý cô gặp lắm chuyện, phiền muộn, gia đạo không được hòa thuận, thiếu đi hòa khí. Vậy nên các thành viên trong gia đình hay xảy ra nhiều mâu thuẫn, vợ chồng xích mích tháng 9 trong tháng này cho thấy tài lộc của quý cô có phần suy kém tiền bạc thì hư hao tiêu tốn nhiều ra ngoài quý cô nên chú ý mòm miệng nói ít làm nhiều kẻo vướng vào thị phi mang vạ vào thân vào mùa đông tháng 10 bước sang tháng 10 âm lịch vận mệnh tuổi Mậu Ngọ nữ mạng có vận số tốt gặp được quý nhân tương trợ mà khó khăn được giải quyết muôn sự được như ý. Tháng 11, tháng này vận mệnh tuổi mậu ngọ nữ mạng dự báo về sức khỏe của quý cô có phần không tốt hay bị đau ốm, bệnh tật. Bên cạnh đó, gia đạo cũng xảy ra nhiều chuyện buồn phiền, lo lắng không yên. Tháng 12, tháng kết thúc năm nhâm dần, tuổi mậu ngọ nữ mạng có vận số tốt được âm phù dương trợ mà nhận được các khí mọi chuyện đều vui vẻ hanh thông gặp nhiều may mắn kết luận như vậy dưới sự tác động của sao thủy diệu thì quý cô sinh năm 1978 tổng kết lại sẽ có những tháng tốt trong năm là tháng 2 và tháng 12 âm lịch và các tháng 6 trong năm là tháng 3 và tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tuổi mậu ngọ nữ mạng sinh năm 1978 theo tháng sinh. Vào mùa xuân tháng 1. Tháng 1 thuộc mùa xuân, vượng mộc được coi là tháng sinh không thuận, chủ về gặp bất lợi nhiều trong công việc làm ăn, chuyện tình cảm gia đạo cũng gặp phiền muộn. Tháng 2, dự đoán nữ mạng tuổi mậu ngọ sinh vào tháng này gặp năm 2022 là tiền bạc hao tán làm ăn thì không được thuận lợi tình cảm gia đình cũng không được như ý muốn tháng 3 gia đạo tuổi mậu ngọ xảy ra nhiều chuyện buồn phiền công việc làm ăn cũng như tiền bạc gặp nhiều bất lợi có sự hao tán nhiều tiêu pha lớn vào mùa hạ tháng tư Quý cô tuổi mậu ngọ sinh vào đầu mùa hè, bản mệnh tương khắc với mùa nên gia đạo bất hòa, dễ có sự ly tán, công việc làm ăn cũng không được suôn sẻ. Tránh đầu tư làm ăn nếu không sẽ gặp thua lỗ, hao tán, tiền bạc. Tháng 5 Xét thấy người sinh vào tháng 5 âm lịch, công việc làm ăn trong năm 2022 không được tốt, gặp nhiều khó khăn bất lợi, đầu tư cũng xin không xin lời, ra ngoài gặp nhiều chuyện không vui, gia đạo bất lợi, vợ chồng ly tán. Tháng 6 Công việc không nên có sự đầu tư tiền bạc hay mở mang công việc làm ăn. Ngoài ra trong năm nay, tình cảm vợ chồng gia đạo thiếu đi hòa khí, vợ chồng lục đục bất hòa. Xanh vào mùa thu, tháng 7, Quý cô sanh vào tháng 7 âm lịch thì trong năm 2022 sẽ gặp bất lợi trong công việc, tiền bạc có sự hao tán nhiều, có người dèm pha, phá hoại công chuyện làm ăn. Bên cạnh đó gia đình cũng có chuyện buồn đưa tới. Tháng 8 Quý cô sanh vào tháng này chủ về bất lợi trong mọi việc, gia đạo không vui, có chuyện buồn phiền xảy đến, công việc cũng không thuận, có kẻ tiểu nhân quấy rối, tiền tài kém có sự tiêu pha nhiều tháng 9 nếu sanh vào tháng 9 âm lịch tháng này vượng kim gây cản trở cho bản mệnh về mọi mặt quý cô cần chú ý đến gia đạo có chuyện không vui đưa tới công việc làm ăn cũng không được như ý nguyện nảy sinh nhiều bất lợi phải tiêu tốn nhiều tiền bạc chú ý đề phòng có kẻ mua đồ bất chính vào mùa đông tháng 10 nữ mậu ngọ sanh vào mùa đông nhằm tháng không thuận gia đạo không tốt thiếu đi hòa khí có nhiều chuyện buồn phiền đưa tới ngoài ra trong năm 2022 sẽ gặp bất lợi trong công việc tiền bạc có sự hao tán nhiều kinh doanh làm ăn có sự thay đổi tháng 11 nữ mạng mậu ngọ nhằm sinh tháng 11 công việc không thuận dễ có sự thay đổi tiền tài kém có sự tiêu pha nhiều, ra ngoài gặp nhiều khó khăn, gia đạo có chuyện buồn đưa tới. Tháng 12 Với những quý cô sanh vào tháng cuối mùa đông lúc này thủy vượng nhất, cũng vì thế mà quý cô vận khí giảm sút công việc khó khăn, có sự thay đổi xuất hành không thuận, tiền bạc hao tán nhiều, ngoài ra tình cảm vợ chồng không được hòa thuận, có nhiều chuyện buồn xảy đến tổng kết qua phần luận giải tử vi tuổi mậu ngọ nữ mạng trong năm 2022 có thể thấy đây là một năm có sự tốt xấu đang xen đối với quý cô sinh năm 1978. Trong năm 2022, công việc làm ăn có sự di chuyển thay đổi nhiều, tiền bạc đầu tư kinh doanh khó thu hồi được vốn, dễ gặp thua lỗ, gia đạo vợ chồng không được hòa thuận, dễ xảy ra thay đổi về nơi ăn trốn ở, ngoài ra có chuyện buồn đưa tới. Để hóa giải sát khí cũng như kích cầu may mắn thì quý cô sinh năm 1978 có thể làm lễ dân sao giải hạn mỗi tháng, hay vào các tháng kỳ là tháng 4 và tháng 8 âm lịch thành tâm làm lễ. Ngoài ra cũng có thể chọn màu hợp tuổi đối với quý cô sinh năm 1978 như màu đỏ, màu xanh và đại kỵ màu trắng, màu vàng.